lễ ăn hỏi Xuân Trường Nhuệ Giang, cô dâu chú rể chính thức lộ diện, trai tài gái sắc xứng đôi. Sáng 9 tháng 4, gia đình Xuân Trường từ Tuyên Quang xuống Hà Nội để làm lễ ăn hỏi tại nhà gái. 7 giờ sáng khoảng 20 thành viên gia đình Xuân Trường tập trung ở nhà tiền vệ sinh năm 1995 tại Tuyên Quang. Có thể nhìn thấy chiếc rổ màu da cam quen thuộc, nơi Xuân Trường tập chơi bóng rổ trong thời gian nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương. Ông Lương Bách Chiến bố Xuân Trường chia sẻ với một fan cứng tới gia đình từ sáng sớm để mong gặp thần tượng, ai cũng nghĩ là Xuân Trường sẽ về nhà, nhưng không, nó bay ra rồi ở Hà Nội luôn. Cũng khó vì công việc đặc thù như thế. Đoàn xe xuất phát từ Tuyên Quang lúc 7 giờ 30, di chuyển xuống Hà Nội đón Xuân Trường trước khi tới nhà gái làm lễ ăn hỏi. Hành trình của gia đình Xuân Trường về Hà Nội mất 3 tiếng. Cặp đôi Xuân Trường, Nhuệ Giang đã yêu nhau từ năm 2015. Cô dâu sinh năm 1993 và đang sinh sống ở Hà Nội. Phía nhà gái cũng rất kín đáo, không muốn tổ chức lớn và gây sự chú ý trong lễ ăn hỏi. Bố Xuân Trường chia sẻ trên đường di chuyển, hôm nay mới ăn hỏi thôi, cưới thì để sau. Thời gian mọi người nói cưới là sau World Cup 2022 nhưng đấy là mọi người nói thế thôi chứ gia đình tôi chưa nói ra cũng chưa tiết lộ thời gian cụ thể. Do lịch thi đấu dày đặc, các đồng đội Hoàng Anh Gia Lai không thể về Hà Nội tham dự lễ ăn hỏi của Xuân Trường. Đổi lại, đêm qua ngày 8 tháng 4, khi Xuân Trường ra sân bay chuẩn bị bay từ Đà Nẵng về Hà Nội, bạn bè thân thiết đã đi cùng tiễn anh. Họ cùng nhau ăn bữa khuya trước khi chia tay để Trường híp về hỏi vợ. Xuân Trường chỉ trở về vào đêm trước ngày ăn hỏi bởi mọi chuyện ở nhà đã có bố mẹ anh lo giúp, điều kiện đi lại hiện nay cũng khá dễ dàng. Nên anh không muốn về sớm ảnh hưởng tới đội bóng Hoàng Anh Gia Lai. Theo người nhà Xuân Trường, đám cưới không phải vấn đề lớn. Ai có đủ điều kiện làm đám cưới như Công Phượng, Tiến Dũng, Văn Đức càng tốt. Đám cưới sẽ không làm ảnh hưởng đến phong độ của cầu thủ. 11 giờ 30 gia đình Xuân Trường đã tới nhà gái ở Hà Nội làm lễ ăn hỏi. Nhà Nhuệ Giang ở cuối một con ngõ tại Hà Nội. Dạp ăn hỏi được trang hoàng nhưng cũng che kín đảm bảo riêng tư. Tiền vệ Tuấn Anh cùng bác sĩ tuyển Việt Nam cho Du Giang cũng tham dự đám hỏi Xuân Trường. Xuân Trường và Nhuệ Giang rót nước mời quan khách. Cô dâu mặc áo dài màu đỏ, chú rể mặc vest bảnh bao. 12 giờ lễ ăn hỏi khép lại với niềm hạnh phúc tràn đầy. Gia đình cô dâu dọn cốc chén, chuẩn bị dùng bữa trưa. Xuân Trường và bạn gái Nhuệ Giang yêu nhau từ năm 2015 và cả hai đã cùng nhau trải qua khá nhiều biến cố trước, thậm chí họ từng bị đồn chia tay. Vợ sắp cưới Xuân Trường sinh ra trong một gia đình khá giả ở Hà Nội. Cô từng là sinh viên đại học GMIT và đang công tác tại British University Việt Nam, trường đại học 100% vốn nước ngoài, có mức học phí khoảng 100 triệu kỳ. Dự kiến, đám cưới của Xuân Trường và Nhuệ Giang dự kiến tổ chức trong tháng 6 năm 2021, sau khi đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.